Nó chẳng bền vững bất biến mà là giống như nằm mộng, giống như hình bóng, giống như hư huyễn, giống như biến hóa, vân vân. Chúng sinh điên đảo như vậy, cuồng loạn, mê hoặc. Chúng sinh ngu si, giống như di hầu, chấp mặt trăng, đi xuống giếng tìm mặt trăng. Nếu minh bạch tất cả các pháp đều là hư vọng, không thật, thì chẳng có sự chấp trước. Giải thích đủ thứ đạo lý như vậy, thì sẽ giác ngộ thấu hiểu tất cả hạnh ác. Sinh tử cũng minh bạch, niết bàn cũng minh bạch, liền chứng được Phật Bồ Đề. Tự mình được độ cũng khiến cho họ được độ, mình giải thoát cũng khiến cho họ giải thoát, mình điều phục cũng khiến cho họ được điều phục, mình vắng lặng cũng khiến cho họ vắng lặng, mình an ủi cũng khiến cho họ an ổn, mình lìa trần cấu cũng khiến cho họ lìa trần cấu, mình thanh tịnh cũng khiến cho họ thanh tịnh, mình được niết bàn cũng khiến cho họ được niết bàn, mình an vui cũng khiến cho họ an vui. Tư tưởng của Bồ Tát là tự mình được độ, liều khổ được vui, cũng khiến cho chúng sinh được độ. Mình được giải thoát, chẳng có chấp trước, cũng khiến cho chúng sinh được giải thoát. Mình được điều phục, chẳng có cống cao ngã mạn, đố kỵ chướng ngại, cũng khiến cho chúng sinh được điều phục. Mình được an vui vắng lặng, cũng khiến cho chúng sinh được an vui vắng lặng. Mình được an ổn, cũng khiến cho chúng sinh được an ổn. Mình được lìa khỏi tất cả nhiễm ô, tất cả phiền não, tất cả tham sân si, cũng khiến cho chúng sinh được lìa khỏi tất cả nhiễm ô, tất cả phiền não, tất cả tham sân si. Mình chứng được cảnh giới thanh tịnh, cũng khiến cho chúng sinh chứng được cảnh giới thanh tịnh. Mình được vào vô dư niết bàn, cũng khiến cho chúng sinh được vào vô dư niết bàn. Mình được chân chánh an vui, cũng khiến cho chúng sinh được chân chánh an vui. Mình được lìa khỏi tất cả vô minh, cũng khiến cho chúng sinh được lìa khỏi vô minh. Mình chẳng có tất cả vọng tưởng, cũng khiến cho chúng sinh chẳng có tất cả vọng tưởng. Cho nên nói Bồ Tát có tầm đại bi. Phật tử, Bồ Tát này lại nghĩ như vậy: tôi phải tùy thuận tất cả các Như Lai, lìa khỏi tất cả hạnh thế gian, đầy đủ tất cả các Phật pháp, trụ nơi vô thượng bình đẳng quan sát chúng sinh, thấu rõ thông đạt cảnh giới, lìa các lỗi lầm, dứt trừ các sự phân biệt, xả bỏ các sự chấp trước, khéo léo thoát khỏi ba cõi. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát này lại nghĩ như vậy: tôi phải tùy thuận tất cả chư Phật, để khỏi tất cả những việc người thế gian làm, đầy đủ tất cả pháp của chư Phật đắc được, trụ nơi vô thượng bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh, minh bạch tất cả cảnh giới, lìa khỏi tất cả lỗi lầm, dứt trừ tất cả sự phân biệt, xả bỏ tất cả sự chấp trước, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Do đó, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Tâm luôn an trụ nơi vô thượng, không nói, không nương tựa, không động, vô lượng, vô biên, vô tận, vô sắc, trí huệ, thâm sâu. Vị Bồ Tát này lại nói: tâm của tôi luôn an trụ nơi vô thượng, chẳng có gì cao hơn, an trụ nơi không nói, chẳng nói năng nữa, an trụ nơi không nương tựa, chẳng có chỗ nương tựa, an trụ nơi không động, chẳng có lai động, an trụ nơi vô lượng, chẳng có số lượng, an trụ nơi vô biên, chẳng có bờ mé, an trụ nơi vô tận, chẳng có cùng tận, an trụ nơi vô sắc, chẳng có sắc tướng. Tâm của tôi luôn an trụ nơi trí huệ thâm sâu. Phật tử, đó gọi là hạnh nhiêu ích thứ hai của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hạnh nhiêu ích thứ hai của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh vô vi nghịch của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Gì là hạnh vô vi nghịch của Đại Bồ Tát tu hành? Hạnh vô vi nghịch tức là nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát chẳng trái nghịch với chúng sinh. Phàm là việc có lợi ích đối với chúng sinh, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng không từ nan. Tuyệt đối chẳng vì lợi ích chính mình làm tiền đà. Chẳng có tư tưởng như vậy. Có lợi thì tranh, không lợi thì nhường. Bồ Tát này thường tu pháp nhẫn nhục, khiêm nhường, cung kính, chẳng hại mình, chẳng hại người, chẳng hại mình người, chẳng thù lấy mình, chẳng thù lấy người, chẳng thù lấy mình người. Mình chẳng tham chấp, cũng chẳng dạy người tham chấp. Mình người đều chẳng tham chấp, cũng chẳng tham cầu danh văn lợi dưỡng. Vị Bồ Tát này tu hạnh vô vi nghịch. Ngài thấy khác từ từ tu pháp môn nhẫn nhục. Sự nhẫn này vốn không thể nhẫn được, cũng không dễ gì nhẫn, nhưng cũng phải nhẫn. Do đó, khó nhẫn, nhẫn được, có thọ, thọ được. Tất cả pháp nhẫn thường phải tu hành. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, ba thứ.
Nếu muốn tu nhẫn thì trước hết phải đừng có tâm kiêu ngạo, phải khiêm nhường hạ mình. Trong Đạo Đức Kinh có nói: Thượng thiện nhược thủy, thượng thiện lợi vạn vật,